chốn nấu thân một thời của những ông trùm giang hồ khét tiếng. Cảng Hải Phòng từng khiến nhiều băng nhóm giang hồ tranh nhau lãnh địa, nhưng khốc liệt thì bến xe Tam Bạc xếp ở cửa trên. Đây là chốn nấu thân của những ông trùm khét tiếng. Nếu quân khu như Lý Nam Đế, Nam Đồng là nơi sinh ra những tay anh chị theo chủ nghĩa yên hùng, có pha lượng chút quân tử Tàu, thì những khu chợ Đồng Xuân, Long Biên lại là thiên đường của dân lưu manh Hà Nội. Những Khánh Trắng, Phúc Bồ hay Sơn Lung, Việt Dũng khét tiếng đất Hà Thành cũng đã lần lượt bước ra giang hồ từ vị trí những đứa nhóc lưu lạc nơi phố chợ. Với dân giang hồ Sài Gòn, địa danh nhắc tới đã thấy ấn lạnh nhất phải kể tới hẻm 148 Tôn Đản, con hẻm lừng danh nhất quận Tư, từng là nơi xuất thân của ông trùm Nam Cam số má nhất một thời. So với Hà Nội hay Sài Gòn, Hải Phòng nhỏ bé vật chật chội hơn nhiều. Nhưng nếu so số lượng những tay du đảng, những gã anh chị khét tiếng hay mật độ dân xã hội, thành phố Cảng xem ra còn có phần vượt trội hơn. Loanh quanh ba quận nội thành Hải Phòng, đâu đâu người ta cũng có thể chỉ ra những địa danh từng một thời là nơi phát tích của những băng nhóm hung hãn, những tay anh chị liều mạng có số má nhất đất Cảng một thời. Đại công xưởng giang hồ. Phần lớn giang hồ có tiếng của đất Cảng thập kỷ 90 chả có mấy kẻ giàu. Cái thứ tiếng tăm giang hồ có được chỉ đủ lấy lè trong thế giới ngầm, chứ chẳng thể dùng đó để kiếm ra bộn tiền như những đồng nghiệp Sài Gòn, Hà Nội. Hòa hoàng lắm thì mới có một vài tay giang hồ khôn ngoan kiểu Lâm Già hay hung hãn, máu chó như cu nên mới có chút ít tài sản tích tụ theo kiểu vừa làm vừa cướp. Còn lại phần lớn đám giang hồ đất Cảng đều thuộc loại giang hồ rách, khi mà cái nghiệp anh chị chúng mang trên vai chẳng thể nào kiếm nổi tiền tiêu. Chính bởi vì những khu làm ăn có mùi tiền tại Hải Phòng luôn là nơi tập trung đông đảo nhất những gã giang hồ, du thủ, du thực, mò về để kiếm cơm. Thập niên 90 thì bến Tam Bạc là một trong những địa danh nóng và phức tạp, nhưng cũng dễ kiếm tiền vào bậc nhất, nằm ở vị trí đắc địa sát chợ sắt, ngang hồng ngõ Tam Kỳ. Cái bến xe có vẻ ngoài nhếch nhác này từng là một trong những nơi quy tụ đủ mọi loại giang hồ, đầu bò, đầu bú, chèn chân kiếm chát chút đỉnh tiền còm. Thành thật mà nói thì bến xe nho nhỏ này chẳng thuộc dạng tụ bảo tồn hay nơi hái ra tiền như gà Long Biên, chợ Đồng Xuân của thủ đô Hà Nội, nhưng ít nhất nó cũng màu mỡ hơn khối nơi khác trong thành phố. Trong từng là một thời điểm vận chuyển hành khách từ Hải Phòng đi Hà Nội với tần suất là 5 đến 10 phút có một chuyến, hoạt động thời đó của giang hồ bến xe chủ yếu loanh quanh với những chuyến ô tô rong ruổi ngược xuôi, đàn anh có tiếng, có tên tuổi có thể chọn cách mua hẳn xe, thuê tài chạy, cho đàn em đi bắt khách, kém tiếng tăm một chút thì lo việc bảo kê, đảm bảo an toàn cho các chủ xe có trong bãi. Thấp cổ bé họng nữa thì sẽ được xung làm lính, chuyên ra mặt trong các vụ tranh chấp bãi, tranh chấp khách hoặc thậm chí làm cả phụ xe. Thời điểm đó thì chẳng thiếu trường hợp những tay giang hồ xăm mình vằn vện, mặt mũi bầm trợn, hối hả chạy theo mời mọc khách. Tay nhanh như chớp xách đồ hộ mỗi khi họ vừa có ý định bước lên xe, để mặc những cái tên từng làm mưa làm gió tại bến Tam Bạc một thời, người ta sẽ ngay lập tức nhớ tới anh em nhà Cường Đê, Cận Đê hay cả anh chị Lãng Tử Cường Cơm. Đóng vai trò gần như là những soái tại lãnh địa này, những tay giang hồ máu mặt kể trên sẽ đảm nhiệm trật tự kiêm điều hành cả bến xe, từ người chạy xe ôm rìa ngoài cho tới những xe hàng, xe khách, tất cả đều phải vận hành một cách có trật tự hẳn hoi. Nếu không muốn chuyển sang làm tại khu bệnh viện, kính tiếng nhưng có ảnh hưởng lớn hơn, quyền lực hơn là những giang hồ già như Tây Voi, Tây Đầu To, những kẻ chỉ im lặng điều hành tất cả trong bóng tối. Chủ xe nào muốn đưa xe vào làm ăn tại bến đều sẽ phải xin phép qua những ông trùm bí ẩn. Bất cứ tranh chấp to nhỏ nào cũng được giải quyết qua ý kiến chỉ đạo của những nhân vật hiếm khi nào bước ra ngoài ánh sáng. Sự tồn tại của họ chỉ được biết tới qua những câu chuyện vỉa hè, những lời đồn thổi không đầu cuối. Quân ngư tranh thực. Giang hồ Hải Phòng vốn chẳng khi nào có thói quen thích nghe lời, sự thật thì đất Cảng vẫn luôn là mảnh đất không có vua đúng nghĩa, bởi chưa một tay anh chị nào đủ lực, đủ uy tín và quyền lực để thu phục tất cả thế giới ngầm.
Hôm nay có thể là ông Trùm, ngày mai rất có thể đã trở thành cựu đàn anh hoặc tệ hơn là giang hồ quá cố, bởi đám nhóc luôn nhìn vào những tên tuổi lớn của thế giới ngầm với một sự khát khao được soán ngôi. Cách dễ nhất không gì bằng sự đẹp luôn những tay anh chị tiếng tăm lừng lẫy ấy. Cái này giang hồ đất cảng gọi là lấy số, bến Tàng Bạc cũng không ngoại lệ. Sự có mặt của những soái như anh em Cường D, Cận D chỉ dọa được những gã giang hồ non tay, chứ chẳng thể nào trấn áp hoàn toàn đám giang hồ đông đúc và hung hãn nơi đây. Chính Cường D, gã em nghiện ngập và kém bản lĩnh thua xa gã anh, từng bị Lưu Tàu, một gã giang hồ nhà quê xách dao trượt cho chạy ngã sắp ngửa, chỉ vì nghe mày nổi lắm, tao tới chơi thử với mày. Tới chính soái, còn bị làm thịt thẳng thừng thì còn nói gì tới những quy định, những luật lệ mà chúng tự đặt ra. Người ta từng bảo có những thời điểm bến Tam Bạc không có luật, kể cả luật rừng. Sự đông đúc đến ngột ngạt của bến xe, sự hiện diện quá nhiều của những thành phần bất hảo, những câu chuyện đụng chạm tới nồi cơm của nhau cũng khiến cho những trận hỗn chiến được dịp nổ ra liên tục. Nhưng cũng nhờ những trận thư hùng đẫm máu ấy mà sự đông đúc của bến bãi được giảm tải phần nào. Kẻ đinh viện hoặc vĩnh viễn nằm xuống, kẻ vào tù hoặc lên đường trốn nã, để rồi lại có thêm những gã giang hồ khác nhảy vào thế chỗ kiếm ăn. Khoảng 10 năm trước, người viết từng có dịp quen biết với một tay anh chị làm tại bến, đó chính là Phú Lĩnh. Cái mác ba tiền án trên người nhanh chóng giúp gã có một chân khá béo bở tại bến xe, nhưng rốt cuộc gã cũng chỉ trụ lại được vài ba tháng mà thôi. Không phải vì kém bản lĩnh, bởi riêng về khả năng đâm chém thì Phú Lĩnh cũng không biết ngại. Có điều, thứ đánh bật Phú ra khỏi bãi lại là lệnh truy nã từ phía công an. Biết Phú thuộc dạng rắn mặt và khó trị, nhà xe phía đối thủ đã chơi chiêu bằng cách đưa một gã du côn cắt ké ra gây sự. Ngay lập tức, gã giang hồ ba tiền án thị uy bằng một nhát dao đâm ngập đùi đối thủ. Chỉ đợi có thế, phía bên kia nhanh chóng làm đơn, trình báo công an, và thế là tay anh chị hung hãn Phú Lĩnh chỉ còn xếp hành lý đi trốn truy nã. Thực sự đã có lúc hiện diện trong bến xe không có nổi một bóng người lành, ngoại trừ những người khách qua lại. Nhan nhản khắp bến là giang hồ đủ loại, từ nghiện ngập làm chân cò lôi kéo khách cho tới bảo kê dưỡng dân, trật tự bến mũ cối sùng sụp, nồi nơi quán nước, đủ mọi thứ chiêu trò, mưu mô hãm hại, giành giật lợi nhuận được thi triển bằng hết tại các bến xe chật chội này. Ao nhỏ trong biển lớn. Người ta không tính nổi đã có bao nhiêu gã anh chị đất cảng bước ra từ bến Tam Bạc, nhưng nó hẳn không phải là một con số nhỏ. Suốt một thời gian dài loạn lạc, bến xe này từng có nơi thử lửa của vô số những gã choai choai mới tập quẹt bước chân vào con đường đâm chém, cũng là nơi lấy số của không ít tay anh chị bó mặt sau này. Mặt khác thì những tay giang hồ bị thân bại danh liệt tại chính nơi này cũng không hề hiếm. Điều đặc biệt là môi trường làm ăn đặc biệt tại nơi này cũng góp phần tạo ra những giang hồ doanh nhân thời đại mới. Không phải mọi gã giang hồ đều chỉ biết đâm và chém, không ít kẻ trong số đó có thừa sự lọc lõi, khôn ngoan và tinh quái, đủ để nhìn ra những cơ hội kiếm tiền ở tầm xa hơn, chứ không chỉ chăm chăm kiếm vài đồng bạc lẻ quanh quẩn bến xe. Sự phất lên của những anh đài như là Bê Đen, Tê Voi hay Đê Xích Lô có liên quan mật thiết tới chính những hãng xe chạy Hải Phòng, Hà Nội theo một cách đàng hoàng, hệt như là những doanh nhân thứ thiệt. Khôn ngoan, những ông trùm cổ cồn trắng chọn lựa cho mình con đường kinh doanh hợp pháp và vươn lên làm chủ những lãnh địa lớn hơn, chứ không chỉ mãi miết đấu đá quanh một cái bến xe nhỏ bé. Từ năm 2015 thì bến xe Tam Bạc đã bị phá hủy và thay thế bởi một công viên xinh đẹp. Nhưng đối với những người dân đất cảng và cả những người trong giới giang hồ, những ký ức về nó vẫn rất khó lòng phai nhạt. Ký ức dữ dội và đáng sợ về một thời tiền và máu trộm lẫn. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, trùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.